Hello mọi người, hôm nay mình mới đi công tác về và mình sẽ làm bất ngờ cho vợ mình. Theo dõi mình nhá. Nào, đi luôn. Trang ơi, Trang. Cậu ngồi đây đợi tôi tí nhá. Ok. Trên hộp đồ ăn bên ngoài cửa có hai đôi đũa đã qua sử dụng. Cậu ấy chưa về nhà một tuần rồi, nhưng chỗ ngồi của toilet lại được lật lên. Vị trí hơi mờ trên gương rõ ràng là tương ứng với chiều cao của một người đàn ông. Chắc chắn là đã có một gã đàn ông lạ ở đây rồi. Em đi đâu đây? À, em đi... Xin chào. Giới thiệu với Diệu, đây là bạn gái của tớ. Tớ đi về trước đây. Cậu không ở lại ăn cơm à? Tặng cậu chai nước này, có vẻ là phù hợp với cậu đấy. Bảo trọng nhá. Đưa chai nước này là có ý gì nhỉ? Em không biết nữa.